Ừ, sao đi bộ cũng được, ngay Thì không đi đừng bộ. ngờ cái số được. Bây giờ Dạ này mà có mấy chục cây bây số. giờ ở đâu nè, cái thắt ấy bỏ đi rồi, bây giờ đây ở đâu rồi? Dạ bây giờ mới được cái thác rồi, Ở đâu? của ông thầy Châu. Đi Thôi xe. thầy, nó xuất gia Bác Long, hoặc là Bác Long là hoàng, nó đã bị Bác Long ăn mạng, Ừ, uống ăn mặn rượu, à? đeo đỉ, cho Ừ. vai nặng lễ vậy. Nó cái hành gì thì heo, Ở đâu? Ai? thằng Minh Châu đó, dạ, Châu ở trên này gì? bị cấm cửa đâu. Này, Dạ sao lại tóm cổ? Nói tí đã. Sáng ngày cúng dường hai anh mì cho sư sư nghĩ gọi quá. ông của nó thiệt là sư sợ sư không có tiền chứ chứ nó thiệt ra bây giờ sư mình có hơi chồng rồi, có ba chồng nữa là kêu xe ôm về quá đi bộ. Vâng, nhưng mà sư đi cất thực cho nó khỏe cái chân, đi Hả? đúng thuyền đấy, không phải đấy, dạ nay mừng lắm đấy, dạ mừng lắm đấy dạ không à, là cái việc này nó thiệt ra có vậy. ba Trên núi mà thầy bỏ núi đi như vậy mà xuống đây là đúng đấy, nếu mà không là cố gắng mà ăn được ngày bữa không rồi tốt. thôi ngày bữa gì tôi nói thầy á, tại tại cái thác chỗ ông thường nó được, tôi uống nước không có hút thuốc 60 ngày không ăn, uống nước lạnh không, không phải là nước nước cà phê là nó có calo Cái lúc bỏ cái tắt đi đi rồi để cho người ta này, sư không để biết gì chứ, đâu, sư đúng không rồi, biết nhưng chứ. mà Hả? ở dưới bà không có bao nhiêu này, nhưng mà thôi Cố gắng mà đi đi, dạ mua nếu bà không có thì là đi cơm cho con, cho chúng con đi đấy khỏe. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 76 76 rồi mà con quý thường vậy, thường 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 tọa bao nhiêu rồi, con đâu có mấy 66 65 mà bao nhiêu đấy, là này bảy nhớ sáu nha. năm hả, sáu năm à, 76. Ồ chắc 64 là cùng tuổi rồi thầy tuổi tí. Quý quá. Bây giờ đi đâu rồi này, đi bộ về đây rồi, vậy cố gắng hôm nào này có duyên thì gặp nhau nhá. Vâng đấy, người xuất gia thì trên núi đấy, bao nhiêu năm chiến đấu rồi để làm sao không biết, là bảo là cái thất ngày xưa cũng của ông thầy tổ mình ấy, nhưng mà rồi công ở này để cho ông ở về sau ấy, bảo bán mà không biết có phải không. Bây giờ lại mặc cái quần áo xanh đỏ này giống ông Minh Tuệ này này, giờ lại về đây ấy, nhưng mà chăm đi bộ thế này thì tốt quá rồi đấy, chú xem đấy. Sáng này ông ấy cúng dường hai cái mì, là buổi sáng ông bảo là thầy ông đặt xe đạp con đi cho nó khỏe, ông ấy đạp xe đạp ông đi, trong ông bảo thầy không nhận cho con là thường tọa không nhận cho con này, còn 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 để xuống đường để con đi đấy, mà thương quá cái gì huynh đệ ông nhau cùng tu ở núi, nhưng mà bây giờ ông ở đâu, bảo ông thôi đừng đấy đi nhận cơm chứ, người ta giấu thử hiện cho mình đấy, 40 suất ăn ngày có ai ăn đâu, các sư ở núi cứ về bếp nấu cơm nơi sai này ông Phật dạy đấy. Thế mà ông Phật bảo là trong trụ xứ không có cái bếp, nhưng bây giờ người ta đi ở bếp thì người ta còn món nọ món kia được chứ, bây giờ thầy lâu nay thầy cứ đi nấu cơm ăn là người chết thì mình không được đấy, các xe các sự đấy, đấy nòm diễn đấy, đi vèo véo véo ấy. Đi tu con mang xe đi thì máy đi tu cái gì đấy, rượu luôn suốt ngày Ninh Quảng rồi ăn nấu cơm, nay 76 tuổi mà ông đi đang đi tập đường nhựa như mình đấy, ông đi đi ra rồi mình đi về núi đấy, là nòm lên gương hành nha, khỏe như ông ấy vậy bây giờ ông còn biết quay lại thấy chưa đi bộ này, mấy năm nay rồi nè, ở về cái đất này toàn đi bộ không biết, mà mình ở trên ông ở dưới không tự khép mình vào thì khổ thôi. Hẹn ông ăn một bữa, ông ở con số tháng ông đã ăn ngày một bữa rồi còn nhịn nữa, thấy người này gầy vậy nhưng mà sao lại đi mặc quần đời áo đời vậy, không biết khổ vậy, đồ tỳ kheo cho đấy, đi Ninh Hòa suốt bây giờ này. Lại qua đi đâu mà thời gian giờ này quay về núi đấy, tôi mong ước nguyện cho ông ấy đấy, đấy cái ông sư này đi này suốt ngày ăn thịt súc sinh, sáng nào ông điệu xe máy đi thượng tọa này đấy, cũng ở bên cạnh ông ấy đấy, khổ vậy này. Vì bệnh tật năm ngoái đi Sài Gòn chết chết rồi mà về bây giờ vẫn vậy, thôi mua Phật cầu cho họ đi, quay lại không có tình thương yêu tha thứ làm sao mà tu được, tứ vô lượng tâm đấy, thương mình thương người thương con vật, mình còn ăn mỡ mồm ra thì làm sao được, ăn vặt đã chết rồi, nhận tiền giữ cho người đã chết rồi, ở đây làm gì có ai không giữ tiền đâu, thế cả mấy ông ở Nguyên Thủy đó. Mà bám theo cái pháp của thầy Thích Thông Nạc ấy, đấy chú xem đấy, lấy tiền của người ta giữ rồi đến lúc này bắt ông thầy tổ là phải chuyển cái nọ chuyển cái kia, thì ông ấy cúng dường sau là không cúng dường mang chuyển cho người khác cho chùa khác, cuối cùng ông đuổi 2 lần rồi đấy. Thôi chú về đây thì chú cố gắng chú học tập đi khất thực cái xưa đây này, lần sau là nhớ ra đấy con đường đấy, vừa xong ông ấy nói
cũng thường nghĩ bây giờ quay về ông ấy và chỉ ông chân mình nghĩ là mày học tập mình đi bộ cho cái việc trụ tiền ấy. Nó khỏe đấy nhá, nay ngày mùng 1 mà.